Ok, xin chào cả mấy bạn. Thì hôm nay Thiện sẽ làm thêm một cái video về kỹ thuật nữa. Thì cái kỹ thuật này thì rất là nhiều bạn hỏi Thiện. Thì hôm nay Thiện sẽ làm một cái video về đánh hai nhịp mở trên lưới. Thì cái đánh hai nhịp này cũng rất là đơn giản. Thì mọi người cứ... Thiện nghĩ là khi mọi người đánh hai nhịp á, thì mọi người cứ đánh đơn giản thôi là rất là tốt rồi, chứ mọi người không có cần lên, mọi người mà cứ giống như kiểu đánh biểu diễn này nọ thì Thiện nghĩ cái đó cũng không có tốt cho lắm. Thì ok, thì hôm nay Thiện sẽ chỉ với mọi người cái cách mà Thiện đánh hai nhịp là như thế nào. Ok, thì đầu tiên mọi người muốn có một cái mà đánh hai nhịp tốt thì mình nên đứng một chỗ trước, rồi mình cứ tập cái tay của mình, thì Thiện nghĩ là trong đánh hai nhịp này á, mình tập càng nhiều thì cảm giác của mình sẽ càng quen và mình sẽ càng tự tin hơn. Thì nó sẽ nhìn là sẽ giống như thế này. Thì như mấy bạn đã thấy thì Thiện lúc nào cũng bắt ở trên cao hết. Thì Thiện giống như là Thiện sẽ đoán là cái cầu nó sẽ rơi ở đâu. Thiện sẽ khi mà Thiện lên mà Thiện muốn đánh cái cầu đó, Thiện sẽ biết trong đầu Thiện là Thiện sẽ tiếp xúc cái cầu ở đâu. Thì ví dụ là cái cầu nó rơi ở đây, thì mà Thiện, nhưng mà Thiện muốn bắt ở đây thì Thiện sẽ lên ở đây và Thiện đi xuống. Thiện lên ở đây rồi Thiện đi xuống. Thì Thiện nghĩ là lúc nào mấy bạn cũng phải bắt cái chiếc cầu ở trên cao hết. Thì giống như mấy bạn lừa người ta, giả mấy bạn bắt cái cầu trên cao nhưng mấy bạn muốn đánh ở dưới đây, chứ mấy bạn không muốn bắt cái cầu trên cao, mấy bạn đánh ở trên cao luôn. Thì Thiện nghĩ là mấy bạn sẽ phải dành thời gian tập rất là nhiều thì mấy bạn mới quen là chiếc cầu nó rơi ở đâu, cái điểm rơi của chiếc cầu nó ở đâu. Thì Thiện nghĩ là mình phải dành thời gian ra mình tập thì cái cầu nó không bao giờ rơi mà rơi giống nhau hết. Thì mình đứng một chỗ mình tập trước thì Thiện nghĩ là mình cứ tập như vậy chứ đơn giản thôi. Như các bạn đã thấy rồi đó, Thiện cứ lên Thiện để tay như vậy, cái Thiện đi xuống, Thiện lên Thiện để tay như vậy, cái Thiện đi xuống, Thiện lên Thiện để tay như vậy, cái Thiện đi xuống. Nhưng mà mấy bạn nhớ là lúc nào mấy bạn cũng đánh ở bên hông mấy bạn hết, đánh ở bên hông hết chứ đừng đánh thẳng như vậy thì sẽ không có tốt. Thì cái đó là cái cách mà đơn giản nhất mà khi mấy bạn muốn đánh hai nhịp. Mấy cái đánh hai nhịp như vậy thì làm cho đối thủ mình rất là bất ngờ. Thì mà khi mấy bạn mà mới tập cái đánh hai nhịp này á thì Thiện muốn mấy bạn là nên làm mấy cái đơn giản trước thôi, chứ đừng có mà tập mấy cái mà khó quá trước thì mình không bao giờ đánh được mà cái hai nhịp của mình hết. Thì như bạn thấy thì Thiện đánh bên hông của Thiện rất là nhiều. Thiện sẽ đi lên Thiện đánh bên hông, Thiện đi lên Thiện sẽ đánh bên hông. Thì Thiện nghĩ cái đó sẽ tốt hơn với bạn. Ok, thì vừa rồi là Thiện đã làm bên cái thuận tay của Thiện. Thì bây giờ Thiện sẽ làm bên cái trái tay của Thiện. Thì nó cũng giống như vậy thôi. Mình đánh bên hông một tí xíu thì mọi người nhìn là như vậy, sẽ như vậy. So when you get used to it, you can actually like move, like you can tell your friend to feed you and then you can move and do a shot. And also I want you guys to hit the bird high and also in control most of the time. And your body language is really important too. So when you go to the bird, make sure you show that really aggressive and then you can hit the bird. But your body language is important, remember that.
So you see like the my backhand, my forehand, it's kind of the same idea how I hit it. So you always want to show like you want to really go for it, but you break down and you hit it down a bit. So you go up, you hit it down. Okay, thì như bạn đã biết thì đánh hai nhịp thì mình có rất là nhiều cái kiểu đánh hai nhịp. Thì hồi nãy đến giờ Thiện chỉ sử dụng cái mà lên rồi Thiện để Thiện đánh liền. Nhưng mà bây giờ Thiện sẽ thâu xuống slide một chút xíu và Thiện sẽ giữ cái tay của Thiện một chút xíu và Thiện sẽ nhanh cái cổ tay của Thiện. Thì cái đánh hai nhịp này thì mấy bạn phải cần có một cái cổ tay rất là khỏe thì mấy bạn mới đánh được. Nếu mà bạn không có cổ tay khỏe thì mấy bạn cứ đánh hai nhịp mà như Thiện đã chỉ vậy thì sẽ rất, cũng rất là tốt. Như Thiện nói là có nhiều, rất là nhiều kiểu đánh hai nhịp. Thì bây giờ Thiện sẽ chỉ với mấy bạn thấy, để cho mấy bạn thấy là Thiện lên, Thiện sẽ pose cái tay của Thiện lại một chút xíu rồi Thiện mới đánh. Thì như các bạn đã thấy thì mình lúc nào cũng phải lên chủ động với cái cầu hết, chứ đừng đánh bắt ở dưới quá thì các bạn không bao giờ làm được cái mà hai nhịp như vậy. Thì bây giờ Thiện sẽ làm ở cái góc đờ ve của Thiện. Okay guys, so today I'll talk about deception shot. So hopefully with this video gonna help you guys understand better how you should hit your deception shot. Hopefully you keep following my channel and then in the future I'm gonna come out a lot of good video and hopefully you guys like it. Thank you for support and thank you for watching my channel and see you in the next video.